đẹp đấy nhưng mà lắp thấy cảnh luôn. Đây này, đây là trường hợp mà mua về mà lắp thấy cảnh luôn này. Chắc đâu ông này ông lắp xuyên ngày xuyên đêm thì tôi nhá, mỗi ngày hai khoanh thôi. Đây nhá, bác nào mà đang sợ lắp mà thấy cảnh đau lưng hay là mỏi chân, tê bì chân tay, đau người mỏi gối thì mỗi ngày đúng hai khoanh thôi, bằng đúng hai trận game của mình thôi. Recommend cho mọi người mẫu lân nhé mọi người nhá. Con này là cao 71 cm này. Mọi người nhìn thẩm đằng sau này. Xuất sắc thực sự luôn, không hiểu ông nào ông thiết kế ra quả lân như này luôn đó mọi người. Bác nào mà đang cần một mẫu trưng bày phòng khách, nếu mà văn phòng mình tham khảo trưng bày văn phòng, hoặc là bác nào bán hàng khách ra vào nhiều nơi nhiều người thì thực sự là con này rất đáng để bàn luận nha. Mà lân nữa chứ, liên quan tới cái gì nó gọi là may mắn ngày Tết đó mọi người. Mọi người nhìn họa tiết màu sắc của nó này, đây này, rất là sắc nét mà chất liệu nhựa là PP cho mọi người nhá, an toàn, không gây hại, không có bay màu, không chóc sơn nên là mọi người cũng an tâm nha. Nếu có bẩn bụi thì mọi người dùng nước mọi người xả phát là sạch luôn. Và lưu ý là mua trên video này của mình đấy, mình có voucher, mọi người add voucher vào nha, có hơn 500.000 kèm thêm add voucher, mọi người tham khảo xem cái mức giá mọi người xuống còn bao nhiêu nhá. Giỏ hàng có chấm màn hình nha, à tặng búa keo đèn nha mọi người nhá.